Tháng 8 mùa thu năm 2014, từ một bà mẹ bỉm sữa và đang mang bầu bé thứ hai, chỉ biết đến gia đình và nội trợ, nhân duyên với nghề tư vấn viên tài chính đã đến với cô gái trẻ Nguyễn Thị Hoài Thu rất tự nhiên khi một chị tư vấn viên của Bảo Việt Nhân Thọ Sơn Tây đã mời chị đi học về tư vấn bảo hiểm. Hôm nay rất là chúc mừng tân trưởng ban Hoài Thu. Thì trong quá trình làm việc tại Bảo hiểm Nhân Thọ cùng với trưởng ban thì Hoài Thu cũng là một người rất cũng cá tính, năng động, tích cực và luôn luôn có những cái tư duy suy nghĩ rất là mới, dám nghĩ, dám làm, và cái sự thành công đến với Hoài Thu cũng rất là sớm hơn sự mong đợi. Thì cũng chúc cho Hoài Thu cùng ban Hồng Phát phát triển mạnh mẽ, bền vững và tỏa sáng cùng Bảo Việt Nhân Thọ. Hoài Thu là một thủ lĩnh rất mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm và theo đuổi đam mê, mục tiêu đến cùng. Bên cạnh đó, Hoài Thu cũng rất là sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, nhiệt tình với đội ngũ do mình xây dựng và quản lý. Với tinh thần đam mê, nhiệt huyết và luôn cầu tiến, trưởng nhóm Hoài Thu đã đặt ra mục tiêu cho bản thân là thăng tiến lên cấp quản lý cao nhất tại Bảo Việt Nhân Thọ để cùng với đội ngũ của mình giúp cho thật nhiều gia đình Việt có một giải pháp tài chính hữu hiệu. Người ta thường nói thời điểm là yếu tố quan trọng nhất để chọn nghề, và với chị Nguyễn Thị Hoài Thu, điều đó hoàn toàn đúng. Khi kinh tế còn khó khăn với một người vừa mới lập gia đình như tôi chỉ nghĩ đi học bảo hiểm để cho mọi người trong gia đình thấy được mình có công ăn, việc làm ổn định. Nhưng từ nghề đã trở thành sự nghiệp. Lúc mới vào bảo hiểm, tôi như một trang giấy trắng, nhưng nhờ có sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của chị trưởng ban Thúy Lan đã cho tôi được những thành công bước đầu. Với tôi, chọn Bảo Việt Nhân Thọ là sự nghiệp đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Ngay sau khi trở thành tư vấn viên của Bảo Việt Nhân Thọ, chỉ với 90 ngày tuổi, cô tư vấn viên trẻ đã được ghi nhận thành tích xuất sắc bằng một chuyến du lịch tới Malaysia. Với sự đam mê, nhiệt huyết, chỉ sau một năm, chị đã phát triển thành công lên cương vị trưởng nhóm kinh doanh. Khi đó, chị mới tròn 27 tuổi. Ở độ tuổi còn khá mới mẻ với một lĩnh vực quản lý con người. Khó khăn, gập ghềnh, nhưng bằng sự trẻ trung năng động, chị đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của ban nhóm cũng như của công ty giao phó. Thành công có, thất bại cũng có những lúc chị tưởng rằng sẽ bỏ cuộc với những cái xua tay, những cái lắc đầu và cả những nghi ngờ của khách hàng. Nhưng bằng ý chí và niềm đam mê, chị đã lấy được tinh thần và mạnh mẽ bước đi. 5 năm trên cương vị trưởng nhóm kinh doanh, niềm vui lớn nhất của chị Nguyễn Thị Hoài Thu là được trưởng ban Thúy Lan dìu dắt và đồng hành. Chị Nguyễn Thị Hoài Thu cũng là niềm tự hào của ban kinh doanh Thành Sơn, là niềm tự hào của gia đình. Tôi gia nhập ngôi nhà chung Bảo Việt cũng chưa lâu. Lần đầu tiên vào nghề thì tôi đã được Hoài Thu hỗ trợ rất là nhiệt tình và tận tâm. Hoài Thu và các đồng nghiệp trong nhóm đã luôn luôn truyền lửa nghề sang tôi để tôi luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện bản thân mình và hoàn thiện kỹ năng nghề tư vấn. Sau một thời gian nỗ lực với nghề thì tôi cũng được định hướng lên cấp quản lý và tôi đã có những kế hoạch phấn đấu trên con đường cấp quản lý của mình. Thì thực ra là trên bước đường sự nghiệp về bảo hiểm của mình thì cũng luôn luôn có cái sự nâng bước, động viên, khích lệ của trưởng ban Hoài Thu. Qua đây thì cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người đồng nghiệp Hoài Thu, người đồng nghiệp rất là tuyệt vời của tôi. Và dấu ấn ngày 1 tháng 12 năm 2020 là một ngày đặc biệt. Chị đã thăng tiến thành công trên con đường quản lý, trở thành tân trưởng ban kinh doanh, thủ lĩnh của ban kinh doanh Hồng Phát. Một hành trình mới lại bắt đầu với cô gái trẻ. Sẽ có những gập ghềnh, sẽ có những chông gai. Nhưng bằng sức trẻ, bằng niềm tin yêu nghề nghiệp, bằng sự hỗ trợ của Bảo Việt Nhân Thọ và Bảo Việt Nhân Thọ Sơn Tây, chắc chắn tân trưởng ban Nguyễn Thị Hoài Thu sẽ đưa Hồng Phát mạnh mẽ tiến về phía trước. Cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp và nhất là người đã dẫn dắt tôi vào với nghề Bảo hiểm Nhân Thọ. Cảm ơn Bảo Việt Nhân Thọ đã cho tôi vinh quang và thanh xuân rực rỡ. Chúc mừng và chào đón Ban Hồng Phát và tân trưởng ban Nguyễn Thị Hoài Thu, ngôi sao sáng của Bảo Việt Nhân Thọ, Sơn Tây.